không có để micro, không có để cái microphone mà vẫn nghe như thường không, ngon không, vậy là vậy là biết khỏi cần để microphone. Quá rõ luôn hả? Ồ, ngon quá ha. Vậy là cái máy computer là nghe rõ chứ đâu có gì đâu, đâu cần để cái microphone gì nữa ha, nó có cái microphone ngay cái computer luôn này. Có thi làm rồi, thi làm giờ vô điều lại rồi, tại hôm qua chắc thi làm bận gì nó kẹt cái gì nó vô kịp, nó có gì đâu. Rồi Nguyên Như cũng lên nói gì lên đi. Dạ thưa thầy, tự vì Thi Lâm nói Thi Lâm sẽ không thâu nữa chứ thầy đâu có, Thi Lâm đâu có nói Thi nghỉ đâu. Dạ con xin xuống mic ạ. À, Nam mô Bổn Sư Thích Ca, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Ca Dạ. Dạ, kính lễ chư Phật Đức Tăng Trong Râm. Dạ, thân chào tất cả quý vị. Dạ, bắt đầu mình chuẩn bị vô học ha, đảnh lễ Tam Bảo Tam Tấn Tát. Arahant Sammasambuddho Phaya Bhuttang Phagavantang Aphivademi Swakkhato Phagavata Dhammo Dhammang Namassami Suppatipanno Phagavato Sāvaka Saṅkho Saṅkhaṃ Namāmi Sammāsambuddhammatulaṃ Sassatthammakanuttamaṃ Apivālipāsissaṃ Apidhammatthassangaṃ. Con xin thành kính đảnh lễ đấng toàn giác vô song, giáo pháp tối thượng và giáo hội chúng tăng cao quý. Con xin nói về những gì chứa đựng trong vi diệu pháp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca, Nam mô Tham Ma Dạ. Rồi, kính thưa quý vị, tuần rồi là mình đã học xong hết phần về thập nhị duyên ha. Tuần này mình học tới duyên xong rồi học tới nghiệp, duyên tới nghiệp ha, đủ bộ luôn. Rồi, xin mời Trang Nguyễn post bài lên, mời tất cả quý vị hoan hỷ lên đọc ha.
Nam mô Bích Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ đạo tràng có nghe được âm thanh của Nguyên Như không ạ? À? Dạ sa thú sa thú. Dạ Nguyên Như con xin kính thỉnh sư Thanh Tâm có thể làm đầu tàu để đọc bài để chúng con đọc theo bạch sư. Con xin dâng mít lại cho sư ạ. À. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sàn Cà Giá. Dạ con kính ảnh lễ sư Thanh Tâm, con kính chào thầy kinh và đạo tràng. Con thấy im quá, thôi con lên trước. Bài Cầm má nghiệp, cầm má cha tu cá, bốn loại nghiệp. Cha na cầm úp ba thầm, ba cầm úp. Sao nó cứ nhảy hoài vậy nè. Từ từ để roll lên. Cha na cầm úp ba thầm ba cần úp ba bì la cầm úp ba gà ta cần trà tí kích cha qua xề ná. Theo phương cách, theo phương thức tác dụng có bốn loại nghiệp là: a, nghiệp tái tạo sanh nghiệp; b, nghiệp trợ duyên trì nghiệp; c, nghiệp bổ đồng chương chướng nghiệp; d, nghiệp tiêu diệt đoạn nghiệp. Garu cầm a sang năng a trình năng cắt ta ta cầm mành trà tí ba la ba ca đà na ba ri và về na. Theo thứ tự trổ quả có bốn loại nghiệp là: a, trọng nghiệp; b, cận tử nghiệp; b, thường nghiệp; c, thường nghiệp tích lũy, khinh tử nghiệp. Đích tha thầm ma huệ đà ni văn úp bát cha úp ba úp ba úp cha huệ đà ni văn a ba a ba ra ba ri ya huệ đà ni văn a hồ xích khâm mạnh trà tí bà ca ca la la sê na cha 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 tà ni cầm mạnh ni nà má. Theo thời gian trổ quả có loại, có bốn loại nghiệp là: hiện nghiệp b, a hiện nghiệp; b, sanh nghiệp báo; và c, hậu báo nghiệp; d, vô hiệu nghiệp. Dạ hình như vậy là hết rồi. Dạ con đã xong, con xin trao mic này cho kế tiếp. Dạ, Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ, con xin đảnh lễ sư Thanh Tâm. Con kính chào quý sư, quý cô tu nữ, kính chào thầy kinh cùng toàn thể đạo tràng. Dạ, con xin đọc bài ạ. Cầm má nghiệp, cầm má chá tú cá, bốn loại nghiệp. Chá đá cầm, u bát thầm bát cầm, u bát bì lá cầm,
upakha takancha tikichawasena. Theo phương thức tác dụng, có bốn loại nghiệp là A. Nghiệp tái tạo, sanh nghiệp, B. Nghiệp trợ duyên, trì nghiệp, C. Nghiệp bổ đồng, chướng nghiệp, D. Nghiệp tiêu diệt, đoạn nghiệp. Garukam asanam achinang katata kamancha tibakada nabariya yena. Theo thứ tự trổ quả, có bốn loại nghiệp là A. Trọng nghiệp, B. Cận tử nghiệp, C. Thường nghiệp, D. Nghiệp tích lũy, khinh thiểu nghiệp. Ditta dhamma veda niyam upabaccha veda daniyam abhaprabariya veda niyam aho si kammancha tiba kala lawase na chachatta rikamma ninama. Theo thời gian trổ quả, có bốn loại nghiệp là A. Hiện nghiệp, B. Sanh báo nghiệp, C. Hậu báo nghiệp, D. Vô hiệu nghiệp. Dạ, con đã bài xong. Dạ, cảm ơn Châu Nguyễn đã post bài. Dạ, xin mời vị kế tiếp ạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ thưa con Châu Nguyễn ạ, con xin kính đảnh lễ sư Thanh Tâm, con kính đảnh lễ cô tu nữ Phúc Hạnh, con kính lễ chư tôn đức tăng ni, con kính chào thầy kinh và con thầy đặt. Dạ thưa con không thấy bàn tay của ai hết, con xin phép con được đọc bài để đỡ mất thời gian ạ. Nghiệp chất loại nghiệp. Janakam upatham pakan upapi lakan akatikik jawasena. Theo phương thức tác dụng có bốn loại nghiệp là A. Nghiệp tái tạo, sanh nghiệp, B. Nghiệp trợ duyên, trì nghiệp, C. Nghiệp bổ đồng, chướng nghiệp, D. Nghiệp tiêu diệt, đoạn nghiệp. Garukam asanang achinang katat ta cầm mạnh trà tí bà ca đà na pa ri ya ye na. Theo thứ tự trổ quả có bốn loại nghiệp là A. Trọng nghiệp, B. Cận tử nghiệp, C. Thường nghiệp, D. Nghiệp tích lũy, khinh thiểu nghiệp. Đít tha tham ma quê đa ni yang u pa pát tra quê đa ni yang a pa ra pa ri ya quê đa ni yang a hồ si cầm mạnh chà tí bà ca cà la quá xề na chá chát tà ri cầm mà ni nà má. Theo thời gian trổ quả có bốn loại nghiệp là A. Hiện nghiệp, B. Sanh báo nghiệp, C. Hậu báo nghiệp và D. Vô hiệu nghiệp. Dạ thưa con đã đọc xong ạ. Con lập có sai, con nhờ thầy sửa giùm con. Dạ con kính dâng mic lại cho đạo tràng. Dạ con kính mời Sít An Nhiên ạ. Con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo và con kính đảnh lễ thầy kinh và con kính chào đạo tràng, con xin đọc bài. Cam má nghiệp, cam má chá tú cá, bốn loại nghiệp.
cha ná cầm úp bắt hầm bắt cằn úp bá ba úp bá bì lắc cầm úp bá gà tá cằn chà tí kít chá quá xề ná. Theo phương thức tác dụng có bốn loại nghiệp là A. Nghiệp tái tạo, nghiệp sanh nghiệp, B. Nghiệp trợ duyên, trì nghiệp, C. Nghiệp bổ đồng, chướng nghiệp, D. Nghiệp tiêu diệt, đoạn nghiệp. Rá rú cam A, nam, A chinh năng, cát tất ta cam manh cha tí, ba cá đà, náp bát rí, già dê ná. Theo thứ tự trổ quả, có bốn loại nghiệp là A. Trọng nghiệp, B. Cận tử nghiệp, C. Thường nghiệp, D. Nghiệp chích, nghiệp tích lũy, khinh thiểu nghiệp. Tiết thá thâm má, về đá ni dân, út bá bách chá về đà ni dân, áp bà, áp bá bà, bá rí giá về đá ni dân, á hồ xí cầm mạnh cha tí, ba cá cà lá quát xề ná, chát ta lý cầm mà ní nà má. Theo thời gian chỗ quả, có bốn loại nghiệp là A. Hiện nghiệp, B. Sanh báo nghiệp, C. Hậu báo nghiệp, D. Vô hiệu nghiệp. Dạ, con đã đọc bài xong, kính tri ân cho Nguyễn đã bóc bài. Dạ, con xin xuống mic ạ. Tâm một bước thay giá. Dạ, con xin đọc bài ạ. Cầm má nghiệp, cầm má chát tu cá, bốn loại nghiệp. Chăn á căn, ú bát thằng bát căn, ú bát bi lá căn, ú bát kha tá căn trà tí, kích cháo quá xê ná. Theo phương thức tác dụng, có bốn loại nghiệp là A. Nghiệp tái tạo, sanh nghiệp, B. Nghiệp trợ duyên, trì nghiệp, C. Nghiệp bổ đồng, chướng nghiệp, D. Nghiệp tiêu đoạn nghiệp. Gá đuốc cầm A. Sanh năng, A. Trình năng, cá tách tà căng mạnh trà tí, bà cá đà ná bá rí già về ná. Theo thứ tự trổ quả, có bốn loại nghiệp là A. Trọng nghiệp, B. Cận tử nghiệp, C. Thường nghiệp, D. Nghiệp tích lũy, khinh thiểu nghiệp. Dạ, em nhấn cho chị một lần nữa, nó có trống không à Châu ơi, sorry. Dạ, sa thú. Đích thá thăm má, quê đá nị dằn, ú bắp tách cháu quê đá nị dằn, á bá rà bá rí giá quê đá nị dằn, á hồ xí cầm mạnh trà tí, bà cá là lá, quá xê ná chá chất tà rí, cầm mà ní nà má. Theo thời gian trổ quả, có bốn loại nghiệp là A. Hiện nghiệp, B. Sanh báo nghiệp, C. Hậu báo nghiệp,
đề vô hiệu nghiệp. Dạ con đã đọc xong, con xin mời vị kế tiếp ạ. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Dạ, con xin kính thỉnh thầy kinh có thể đăng đàn để giảng bài pháp cho chúng con ngày hôm nay. Con nghĩ chắc không ai đọc nữa, dạ thưa thầy. Dạ, con xin dâng mic cho thầy kinh ạ. À. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Rum ai. Dạo này bà con ngủ xì xìu dữ, xì xìu quá trời luôn. Hết còn sung học riết ngán hả? Học quá ngán. Rồi, cái lễ Dương Đức Tăng, kính chào tất cả quý vị. Bắt đầu mình vô bài học ha. Ai không đọc thì mất phước, ráng chịu. Rồi, xin chào, mình vô là khâm má. Hôm nay mình học về nghiệp và khâm má. Khâm má là nghiệp hay là hành động. Thì hôm nay học cái bài nghiệp này rất là quan trọng ha. Nghiệp là nói lên tất cả những cái gì có hiện tượng trên thế gian này. Giàu hay nghèo, sang, quý, phú, bệnh, hoạn, tốt, đẹp, đủ thứ chuyện trên thế gian cũng từ cái nghiệp này ra. Cho nên là giờ mình đi vào chi tiết về nghiệp. Khamma, vào khamma hai chấm nghiệp, hành động, ý tạo tác. Nghiệp, hành động, ý tạo tác. Rồi, chê tana là cái tâm sở tư. Tâm sở tư là tác ý. Chê tana tâm sở tư, tác ý là cố ý. Thì cố ý tạo tác tức là nghiệp. Thì cố ý tạo tác tức là nghiệp. À, câu Đức Phật dạy như thế này: Chê ta đang phích khá quê cầm măng quá đà mí. Này các tỳ khưu, Như Lai dạy, cố ý là nghiệp. Tức là sự cố ý của tạo tác tức là nghiệp. Đó là câu minh chứng để cho chúng ta thấy. Khi mình làm một cái gì có cái sự cố ý, chúng ta đã tạo nghiệp. Rồi. Giờ... Còn câu này nó lấy nhau gì, lấy thêm câu này nữa. Rồi, thấy không quý vị? Lô phô ni đa năng khâm ma năng Samudaya giá. Tham là tập khởi, khiến các nghiệp khởi lên. Tức là tham là tập khởi, là nguyên nhân khiến cho các nghiệp khởi lên. Rồi, đó là cái câu mà trong Bali Đức Phật có dạy, tức là chính vì cái lòng tham của người mà nó
nó tạo, nó làm một cái giống như cái ngồi nổ, làm như nó tạo tác, nó tập khởi lên, nó khiến cho mình tạo ra những cái nghiệp thân khẩu ý này cũng từ cái đó. Rồi xuống dòng sáu nhân: tham sân si, vô tham, vô sân si, là tập khởi khiến nghiệp sanh. Nói rõ ra luôn ha, sáu nhân: tham sân si, vô tham, vô sân, vô si, là tập khởi khiến nghiệp sanh. Thân khẩu ý là ba cái đó, sáu nhân tam sân si vô tam sân si là tập khởi khiến nghiệp sanh. Thân khẩu ý à, tức là chính do sáu nhân này, nó là cái nguyên nhân để nó khiến cho phát sanh cái nghiệp về thân, về khẩu, về ý, cũng từ sáu nhân này. Rồi xuống dòng đánh cái bông rồi dòng: ý nghiệp là tối trọng, ý nghiệp là tối trọng, ý nghiệp là tối trọng. Nhấn mạnh cho chúng ta biết là ý nghiệp là một cái mà rất là quan trọng ha, bởi vì dính nó là làm chủ, nó là dẫn đầu mà tạo nên thân nghiệp, khẩu nghiệp ha. Cho nên ý nghiệp là tối trọng. Rồi xin dòng nhóm bốn nghiệp, nhóm bốn nghiệp nhóm bốn nghiệp cầm má chết tất cả nhóm bốn nghiệp à, trong nhóm bốn nghiệp này nó có ra phân ra là 16 loại, phân thành bốn nhóm, tức là có 16 loại phân thành bốn nhóm. Mười sáu loại phân thành bốn nhóm. Dòng nhóm một: phận sự của nghiệp, ít trang quá xe ná, phận sự của nghiệp rồi, tức là 16 loại phân thành bốn nhóm, tức là mỗi nhóm nó có bốn loại ha. Bây giờ nhóm một là phận sự của nghiệp, cho chúng ta biết là có bốn phận sự của nghiệp, có bốn hai chấm: sanh nghiệp, trì nghiệp, chướng nghiệp, đoạn nghiệp. Đó là phận sự của nghiệp, tức là công việc làm của nghiệp đó. Phận sự là cái việc làm của nó, là sanh nghiệp, trì nghiệp, chướng nghiệp, đoạn nghiệp, tức là nó có bốn. Bây giờ ghi kịp không? Hello. Rồi bây giờ xuống dòng một là sanh nghiệp, mình học sanh nghiệp, một là sanh nghiệp, sẽ nó có cầm mắt sanh nghiệp. Hai chấm: nghiệp tạo nên danh uẩn và sắc uẩn trong thời tục sanh. À, sanh nghiệp có nghĩa là nghiệp tạo nên danh uẩn và sắc uẩn trong thời tục sanh.
Khi mà cái mà phận sự mà nó làm cho cái nghiệp mà nó làm tạo nên cái danh sắc mà trong cái thời điểm tục sanh, tức là thời điểm đầu tiên của cái kiếp sống mới, thì được gọi là sanh nghiệp, tạo nên kiếp sống trong cái thời lúc mà cái đầu tiên, cái sắc nam đầu tiên thì được gọi là sanh nghiệp. Rồi xuống dòng, gạch đầu dòng. Nghiệp làm cho tâm quả dị thục sanh lên trong thời tái tục. Nghiệp làm cho tâm quả dị thục sanh lên trong thời tái tục. Và thích sanh thí và thức tục sinh. Nghiệp làm cho tâm quả dị thục sanh lên trong thời tái tục. Và thích sanh thiết, quỳnh nhà nó, thực tục sinh. Rồi, tức là cái nghiệp mà nó nghiệp nào mà nó làm cho cái tâm quả dị thục á, tức là cái tâm quả được sẽ phát sanh trong cái thời gian thời đầu tiên là tái tục á, tức là khi mình vô cận tử là tục sinh trở lại đó, thì cái nghiệp nào nó làm cho cái tâm quả dị thục nó sanh lên trong thời tái tục thì được gọi là cái sanh nghiệp này nó làm cho cái thức tục sinh nó phát sanh. Đó là cái ý nghĩa của cái sanh nghiệp như vậy. Rồi xuống dòng chi pháp nhân hai chấm, chi pháp nhân hai chấm là nói phân cho mình biết về chi pháp, về nhân, về nhân, nhân những nhân nào, những loại tâm nào làm nhân để mà cho ra cái thức tác động này, chi pháp nhân hai chấm. Rồi theo quý vị là những nhân nào đây, những loại tâm nào cho ra thức tác động? Đang hỏi tâm chi pháp nhân, tức là tâm nào làm nhân, làm nhân cho ra cái thức tái tục, tâm nào làm nhân cho ra thức tái tục. Rồi gì nữa? Chắc chưa? Quý vị chắc chưa? Chắc chắn chưa? Nhớ là tâm tục sinh nha, được tâm tục sinh nha. Chi pháp nào làm nhân để cho tâm tục sinh hiện khởi? 12 tâm bất thiện. Chắc không quý vị? 12 tâm bất thiện chắc chắn có không? Có phải 12 tâm bất thiện làm nhân không? Có rồi, ai nữa còn ai trả lời nữa? Alo, 12 tâm bất thiện làm nhân cho tâm tái tục thích tục sinh đúng hay không? Ông này đang trật rồi, đang nói nhân mà. Bây giờ mình nãy trả lời là 12 tâm bất thiện, giờ hỏi ngược lại lại là chắc chắn là có 12 tâm bất thiện làm nhân để cho quả tục sinh hay không? Có phải chắc chắn là 12 tâm bất thiện hay không? Có, hai người có, ba người có, còn ai nữa không?
không còn thiếu là gì? Không còn thiếu, không đang hỏi cái 12 tâm bất thiện đó thôi, mà chưa hỏi mấy khác, mấy gì đó là rồi giờ đang hỏi 12 tâm bất thiện. Có phải là 12 tâm bất thiện là nhân để cho tiếp tục sinh không? Hình như nó mất rồi, Christina nó mất tiêu rồi, Giang Nhật Hạ im ru luôn. Gì đó ai thêm ở đây, ai ai nấy đắc thiền ở đây rồi. Quỳnh Thính Pháp nè, Lô Phúng nè, vân vân nhiều quá trời em luôn, quên hết rồi. Tám tâm tham có làm nhân cho thức tục sinh không? Tám tâm tham có không? Trả lời. Tám tâm tham có không? Yes, có. Ok, được 10 điểm. Hai tâm sân có không? Hai tâm sân có không? Có luôn, ok. Hai tâm si có không? Hai tâm si có luôn à? Có luôn, lãnh hai tướng dịch đi. Có luôn, mỗi người lãnh hai tướng dịch. Có luôn hai tướng dịch. À, bỏ si bấm dập cái giờ mới à, thì đỡ từ à cái là tục sinh mất. Mà không có si bấm dập thì vậy là có 11 thôi. 11 tâm làm nhân để cho thức tái tục. Cái tâm si bấm dập không có làm nhân được, khiến dẫn nó chao đảo loạn động, nó không có mạnh đủ sức để nó cho tục sinh. À, thì như vậy chỉ pháp nhân là 11 tâm bất thiện. À, trừ si bấm dập ra. Tám năm thiện dụng giới tình hảo là ok, đúng ha. Năm thiện sắc giới, bốn thiện vô sắc giới. Đây là chín nó lại thôi, chứ không có lấy hết nó lại là trật lất ha. Thì như vậy là duy pháp nhân là nhiêu? 11, 18, 19, chính là 28 phải không? Nhân là 28 tâm. Thư ký ghi lại rõ ràng đây. Hiểu cái gì? Nắm được không? Alo. Ok ha. Rồi, chị Phạm Nhân là đầy đủ hành tâm tâm đó. Rồi, xuống dòng. Tâm quả tục sinh. Hai chấm quả tục sinh, hai chấm tức là do cái nhân ở trên nó sẽ cho tâm quả tục sinh. Thì gồm những tâm nào đây? Tâm quả tục sinh gồm những tâm nào? Tâm quả tục sinh là gì đây? Đây sao có ghi có hai tâm quan sát là cái tắc đại trên như vậy. Tám quả thiện, ok, là gì nữa? Suy nghĩ. Hai quan sát tám là thì chín đó lại rồi, đúng rồi, chính xác. Vậy là như vậy là mình có nhiêu? Có 19 tâm quả thực sinh, hai tâm quan sát, tám quả thiện nghiệp giới, năm quả thiện sắc giới, bốn quả thiện vô sắc giới, thì có là 19 tâm quả thực sinh.
Rồi, thôi ghi viết lại nha. Tức là do 11 tâm bất thiện làm nhân, 8 tâm thiện dục giới tịnh hảo làm nhân, 5 thiện sắc giới, 4 thiện sắc giới nó cho quả thực sinh, và 2 tâm quan sát, 8 tâm quả dục giới tịnh hảo, 5 quả sắc giới, 4 quả vô sắc giới, là những cái cảm giác thực sinh ha, cho ra những cái tâm quả thực sinh. Nắm chi pháp rõ ràng không? Rồi, xa thử, xa thử. Rồi, quý vị chép kịp chưa? Alo. Rồi, tư tâm sở dẫn dắt tái sanh. Tư tâm sở dẫn tái sanh này cho gọn. Tư tâm sở dẫn tái sanh thuộc loại hạng người. Hai chấm. Tư tâm sở dẫn tái sanh thuộc loại hạng người. Hai chấm. Chưa tập sở thì cái sanh thuộc loại người hai chấm. Rồi xuống dòng người khổ hai chấm, người khổ hai chấm. Rồi bây giờ khi nói tới người khổ thì bây giờ tư tâm sở nó phối hợp những loại tâm nào để cho đi tái sanh làm người khổ đây? Alo. Tư tâm sở phối hợp với những loại tâm nào cho ra tâm quả tái sanh làm người khổ? Trả lời đúng không? Mình bài hết rồi. Mười một tâm bất thiện, xa thứ, xa thứ. Tư tâm sở cộng với lời mười một tâm bất thiện, nó cho ra tâm gì quý vị? Cho ra tâm tục sinh gì? Quan sát thọ xả quả bất thiện của nhân. Chính xác không? Rồi. Thì giờ mình sẽ ghi rằng tâm sở tư, tư tâm sở cộng với lời 11 tâm bất thiện bằng tâm quan sát thọ xả quả bất thiện vô nhân tái sanh người khổ. Tư tâm sở cộng 11 tâm bất thiện, tức là phối hợp với 11 tâm bất thiện đó, bằng tâm quả quan sát, tâm quả quan sát, tâm quan sát thọ xả quả bất thiện vô nhân kỳ luôn nhé, tâm quan sát thọ xả quả bất thiện vô nhân viết tắt đấy các bạn, tái sanh làm người khổ. Rồi đó là cái tư tâm sở nó phối hợp với lại 11 loại tâm thiện đó, nó cho đi tái sanh làm người khổ. À, cho nên khi mình biết cái này ha, là đây là cái điểm mấu chốt để mình biết được tại sao có người khổ, có người lận, người lạc, có người sung sướng hạnh phúc, thì mới cũng cái thằng tư tâm sở này nó phối hợp với cái gì đó thì nó mới ra cái đó ha. Rồi đó là người khổ. Rồi xuống dòng người lạc vô nhân hai chấm, tư tâm sở phối hợp với cái gì đây? Tư tâm sở phối hợp với cái gì mà ra người lạc vô nhân? Cái này trả lời đúng hay đó nha. Người lạc vô nhân nha. Tư tâm sở phối hợp với tâm gì? Gì? Thiện ly trí à? Xa thú, xa thú à? Hay quá vậy ta.
thiện đi tí mà lớn rồi còn nữa, còn thiếu một tí tí nữa. Rồi giờ nhắc luôn cho viết luôn, tư tâm sở phối hợp với bốn tâm thiện dục giới tịnh hảo ly trí, thiếu tư, phải thiếu tâm tư nó mới thành đó. Còn thôi ly trí, nó cho là ly trí, nó cho thành người nhân, nhưng mà bốn tâm thiện dục giới tịnh hảo ly trí mà thiếu tư, tức là thiếu tâm tư đó, thiếu tâm tư đó, thì nó cho là bằng tâm quả, tâm quan sát và xã quả thiện vô nhân, tái sanh làm người lạc vô nhân. Bởi vì nó phải thiếu tư, nó mới cho cái quả tục sinh là tâm quan sát và xã quả thiện vô nhân, hay quả thiện vô nhân. Thì nếu nó đủ tư thì nó sẽ cho quả thành người dị nhân rồi, à, nó khác vấn đề đó ha. Bây giờ hiểu ý nào, hiểu cái ý chỗ này mà. Rồi, thiếu tâm tư đó, đúng rồi. Rồi, đó là người lạc vô nhân, được cho tái sanh là người lạc vô nhân, bởi vì khi mà người đã làm việc thiện, làm những việc tốt, việc thiện thì cái đó, nhưng mà ly trí, đã ly trí rồi mà còn thiếu tâm tư nữa, từ tiền, từ hiện, từ hậu, là thiếu tâm lâm, là nó yếu, là cho cái tâm quả thực sinh là tâm quan sát và xả quả thiện vô nhân, tái sanh làm người lạc vô nhân. Cái này cũng vậy, làm thiện mà không có hiểu biết, không có trí tuệ và thiếu tâm tư nữa thì mệt mỏi, sanh ra làm người là tật nguyền tùm lum tà la. Rồi đó là người lạc vô nhân. Rồi xuống dòng người dị nhân hai chấm, người dị nhân hai chấm. Dị nhân này nó có hai cái vấn đề nha quý vị, hai vấn đề chắc phải ghi luôn ha. Tâm sở tư cộng bốn thiện dục giới tịnh hảo ly trí đủ tư, mới là người dị nhân nè. Tâm sở tư cộng bốn tâm thiện dục giới tịnh hảo ly trí nhưng mà đủ tư bằng tâm quả thiện dục giới tịnh hảo ly trí, phải sanh làm người dị nhân. Tâm sở tư cộng bốn tâm thiện dục giới tịnh hảo ly trí đủ tư bằng tâm quả thiện dục giới tịnh hảo ly trí, tái sanh làm người nhị nhân. Cái vấn đề này là quan trọng ha, tức là làm ly trí nhưng mà được cái đủ tâm tư, tức là tư tiền thiện hậu có đầy đủ ha. Giống như người mà làm việc thiện là năng nổ từ lúc chưa làm cho tới lúc làm, và cho sau khi lúc làm vẫn hoan hỷ đâu, nhưng mà họ không có trí, không có hiểu biết về nhân quả, họ không có trí tuệ đó. Khi mà cho giờ chót mà nó cho tái sanh thì làm người dị nhân. Rồi xuống dòng trường hợp thứ hai là tâm sở tư cộng như là bốn tâm thiện dục giới tình hảo hợp trí nhưng thiếu tư. Cái thứ hai là hợp trí nhưng thiếu tư thì bằng tâm quả thiện dục giới tình hảo ly trí, tái sanh làm người dị nhân. Là khi mà làm việc thiện với đầy đủ trí tuệ, có trí tuệ nhưng mà thiếu tư, tư tiền có, tư hiện không có, hoặc là tư tiền không có, tư hiện có, hậu không có luôn, thiếu tâm tư là chính vì cái đó nó yếu, nó không có đủ lực để nó cho ra cái tâm quả hợp trí, mà nó cho ra tâm quả hợp trí thuộc cho về cái ly trí làm người dị nhân. Đây là cái vấn đề và cái tâm tư nó là một cái mấu chốt rất là quan trọng trong cái vấn đề mà cho đi tái sanh ha. Tâm sở tư cộng như bốn tâm thiện dục giới tịnh hảo hợp trí nhưng thiếu tư, hợp trí nhưng thiếu tư bằng tâm quả thiện dục giới tịnh hảo ly trí, tái sanh làm người dị nhân. Tâm quả thiện dục giới tịnh hảo ly trí, tái sanh làm người dị nhân. Rồi đúng rồi ha. Thì người dị nhân nó có hai cái cách làm tục sanh làm người dị nhân,
tức là làm việc thiện ly trí, nhưng mà thiếu tư đủ tư thì sanh làm người như nhân, mà làm việc thiện hợp trí nhưng mà thiếu tư thì cũng sanh làm người như nhân luôn. Đó là cái người như nhân có hai trường hợp. Rồi xin dòng người tam nhân hai chấm. Rồi người tam nhân là sao đây quý vị? Dễ dàng biết mấy kia là cái này đã lại không được rồi thôi. Người tam nhân tâm sơ tư phối hợp với gì? Rồi chính xác, xa thứ tâm sơ tư phối hợp như là bốn thiện dục giới tịnh hảo hợp trí đủ tư luôn, hợp trí đủ tư luôn. Thành ra muốn sanh làm người tâm nhân rất là khó, phải là làm những việc thiện là phải hợp trí, phải đầy đủ tâm tư thì mới cho ra tâm quả thiện dục giới tịnh hảo hợp trí, phải sanh làm người tâm nhân. Đủ tâm tư luôn mới được ha, thiếu tư là không được ha. Rồi, như vậy là cái tư tâm sở nó dẫn dắt cái sự tái sanh thuộc loại hạng người, hội người như người khổ, người lạc, người dị nhân, người tam nhân, nó đều có những cái giống như cái quy trình của nó ha. Tức là người khổ thì tâm sơ tư phối hợp với 11 tâm bất thiện, còn tâm người lạc thì tâm sơ tư phối hợp với 4 thiện giới ly trí thiếu tư, người dị nhân thì 4 dục giới tình hảo ly trí đủ tư hoặc là hợp trí mà thiếu tư, còn người tam nhân thì phải đủ 4 tâm thiện dục giới tình hảo hợp trí mà đủ luôn tâm tư luôn thì mới tái sanh là người tam nhân. Cái này rất là khó, cho nên cái người tam nhân là đã có trí tuệ và đã có sự khéo léo trong vấn đề tu tập. Trong vấn đề mà làm những cái công đức rất là khéo léo, cho nên khi mà tục sinh trở lại là người tam nhân, họ có đầy đủ trí tuệ sáng suốt nhạy bén vấn đề tu tập mau chứng đắc, cho nên người tam nhân là người rất là dễ dàng để thành tựu trong cái vấn đề mà tu học đắc thiền, đắc đạo, đắc sơ nhị tam tứ đạo là một cách dễ dàng ha. Đó là người tam nhân. Rồi như vậy đó là về những loại người. Xuống dòng về tư tâm sở dẫn tái sanh vào các cảnh giới. Hai chấm. Tư tâm sở dẫn tái sanh vào các cảnh giới. Rồi, tức là cái đề mục này nói cho mình biết là tư tâm sở nó sẽ đưa tái sanh vào các cảnh giới. Giờ cõi dục giới hai chấm, cõi dục giới hai chấm, tâm sở tư phối hợp những loại tâm nào cho tái sanh cõi dục giới đây? Alo, tâm sở tư phối hợp những loại tâm nào cho tái sanh cõi dục giới? Tâm sở tư phối hợp với cái nào đây? 11 bất thiện, 8 dục giới tịnh hạ thiện. Rồi đúng vậy, xa thứ. Tức là tâm sở tư nó phối hợp với 11 tâm bất thiện và 8 tâm thiện dục giới tịnh hảo. Này nó cho đi tái sanh có dục giới, bởi vì những cái tâm này nó thuộc về tâm dục giới, nằm trong dục giới. Thì như vậy có dục giới cho chúng ta có là tâm sơ tư cộng 11 bất thiện cộng 8 thì dục giới tình hảo. Rồi, chào thứ ha. Mấy vị khác có nắm được cái bài không ta? Nắm được cái bài không? Sao thấy em ru trên? Được, cho biết cho cái bông đi. Còn không biết thì nhé, em nói lại.
Được không? Dễ phải không? Dễ ổi phải không? Rồi, ok. Họ dùng giới nào giờ? Cõi sắc giới thiên, hai chấm. Cõi sắc giới thiên, mình thấy chữ thiên vô cho nó linh không? Cõi sắc giới thiên. Và những loại tâm nào đây? Tâm sở tư phối hợp với cái gì đây? Cõi sắc giới thiên. Năm thiện sắc giới, chính xác luôn ha, quá dữ luôn ha. Tâm sở tư cộng với năm tâm thiện sắc giới sẽ cho ra năm tâm quả sắc giới. Tục sinh làm đại làm phạm thiên cõi sắc giới thiên. Vậy như vậy cõi sắc giới thiên chúng ta có là tâm sở tư cộng năm thiện sắc giới. Học mấy này khi mà mình đã có cái căn bản từ đầu đó quý vị. Mình vô mình nghe nói là mình nghĩ ra liền ha, mình nhớ là mình nhớ bài, mình nghĩ ra liền. Còn những người mà không có căn bản cũng hơi mệt, mệt mỏi bơi luôn. Cái quan trọng không có căn bản khó hiểu lắm. Cõi nhập giới rồi cõi sắc giới thiên. Rồi, cõi vô sắc giới thiên, hai chấm. Thì cũng dễ ha, tâm sơ tư phối hợp với bốn thiện vô sắc giới. À, thì nó cho tục sinh cõi vô sắc giới thiên. À, thì như vậy tâm sơ tư nó phối hợp với những loại tâm nào, nó sẽ cho tái sanh cảnh giới nào. Thì ta biết một cách rõ ràng ha. À, với bất thiện, với lại dục giới tình hảo, thì nó cho sanh cõi dục giới. À, thiền thì năm sắc giới. Vô sắc giới thì là bốn tâm thiện vô sắc giới. Đó, thì như vậy là chúng ta đã đầy đủ ha. Nhưng mà còn một cái nữa rất quan trọng đối với quý vị biết là thiếu một cái gì. Thiếu một cõi nào. Cõi vô tưởng, như nói đúng ha. Vô tưởng chính xác ha. À, nói đúng ha. Cõi vô tưởng, chứ không phải vô tình cư. Tức là cõi vô tưởng thiên là tâm sở tư phối hợp với ngũ thiền sắc giới. Tâm cõi vô tưởng thiên là tâm sở tư phối hợp với ngũ thiền sắc giới. Tâm sở tư phối hợp với ngũ thiền sắc giới bằng cõi vô tưởng thiên. Tức là do lời nguyện á, tức là những người mà tu ta đắc với ngũ thiền sắc giới xong người ta chán cái tâm quá, mệt mỏi với cái tâm nữa, không còn muốn có cái tâm nữa, nguyện chỉ có cái xác không, không còn tâm nữa. Do họ nguyện vậy đó, do cái năng lực của ngũ thiền sắc giới mạnh đó, nguyện thành tựu liền sanh lên cõi trời sắc giới mà cõi vô tưởng, nằm đó nhịp nhịp chơi 500 năm, 500 kiếp. Đúng rồi, phải có nguyện, không nguyện, không nguyện thì không được. Không nguyện thì sanh về cõi sắc giới thiên bình thường thôi, sanh về cõi ngũ thiền tứ thiền đó. À, cõi vô tưởng thiền là tâm sở tư phối hợp ngũ thiền sắc giới. Ở ngoặt và là có lời nguyện không để khỏi lộn. Rồi như vậy là dục giới mình có, sắc giới có, vô sắc giới có, đặc biệt là vô tưởng thiền là mình cũng có luôn ha. Có đầy đủ không? Rồi, nắm được không? Nắm được không? Cho biết cái bông đi. Cho biết cái bông này. Rồi, ok ha. Mình học thêm chút nha. À, chút xíu nữa là thêm chút đi. Nghiệp làm cho sắc sanh khởi, hai chấm. Nãy nghiệp làm cho tâm ha, giờ tới nghiệp làm cho sắc. Danh là mới sắc chứ. Nghiệp làm cho sắc sanh khởi, hai chấm. Tức là những người ta nói là những cái loại
nghiệp mà nó làm cho những cái loại sắc pháp nó được sanh khởi, sắc do nghiệp sanh, thì mình xuống dòng ghi chi pháp này chống chi pháp này chống có 18 sắc này chấm, dòng có 18 sắc này chấm. Tám sắc bất ly, phải. Năm sắc thần kinh, phải. Sắc hư không, phải. Sắc mạng quyền, phải. Sắc vật thực, phải. Hai sắc tánh, chấm. Tám sắc bất ly, năm sắc thần kinh, một sắc hư không, một sắc mạng quyền, một sắc ý vật, hai sắc tánh. Tức là những loại sắc này là do nghiệp tạo, chứ loại sắc nó có do nghiệp này, do tâm, do thời tiết, do vật thực. Thì những loại sắc này là những loại sắc do nghiệp tạo. Cho chúng ta có là 18 sắc. 8 sắc bất ly, 5 sắc thần kinh, 1 sắc hư không, 1 sắc mạng quyền, 1 sắc ý vật và 2 sắc tánh. Rồi, như vậy là nghiệp làm cho sanh sanh các sắc, sắc sanh khởi hiện khởi trong cái đời sống mình đó. Thì tám sắc bất ly là chúng ta biết là tám cái sắc này là bất khả phân ly, dù cho bất kỳ loại sắc nào, nhỏ vi tế đến đâu đến đâu, bất cứ loại sắc do cái gì tạo ra nó đều phải có tám sắc bất ly hết, không thể thiếu, không thể mà bỏ bớt một cái nào đó. Giống như một cái gì đó là phải có đầy đủ nó mới thành tựu, còn thiếu một cái là nó bị đứt, nó không thành tựu. Thì vậy được gọi là tám sắc bất ly. Quý vị còn nhớ tám sắc bất ly là cái gì không? Alo. Tám sắc bất ly là cái gì không? Tìm luôn ở trang rồi. Tám sắc ly học lâu lắm rồi quên hết rồi. Gì đây? Tứ đại. Thực khí. Chiếc là lộn rồi cho nghe. Rồi, Hà cũng được, cũng như đúng, nhưng mà viết nó ngược, nó đảo ngược luôn. Rồi, đất nước mưa gió là tứ đại, là bốn không? Rồi, sắc cảnh sắc là cái sắc mà đối với con mắt, sắc cảnh sắc là một. Sắc khí, sắc cảnh khí, sắc cảnh vị và sắc vật thực là tám sắc, được rồi, tám sắc bất ly. Tám sắc bất ly này là tám sắc mà bất khả phân ly ha. Đất nước lửa gió là bốn cái đó là phải có mặt đầy đủ, không thiếu được một cái vật chất, mà thiếu một cái là nó không thành tựu được ha. Rồi trong bất kỳ một cái vật chất nào nó cũng phải có cái sắc đó, xanh vàng trắng đỏ là gì, bất cứ gì nó có sắc, cảnh sắc có sắc đó, và cái nào nó có cái mùi đó, cái khí cái mùi đó, nó phải có cái mùi của cái vật chất đó. Và vị là cái cảnh vị của nó là mình ném vô mình có thể biết được cái vị gì, và sắc vật thực là sắc dưỡng tố để nuôi dưỡng cái vật chất đó, cho nên tám cái sắc này không thể thiếu một cái nào hết. Nó là giống như là nguyên một cái khối nó là phải đi là như vậy, là có một nhóm đó, tức là ghi là một bọn sắc mà, là tám sắc bất ly. Bây giờ nắm được mà, alo.
Rồi năm sắc thần kinh, năm sắc thần kinh là biết là không, nhãn nhĩ tỷ thiệt thân là năm sắc thần kinh. Năm sắc thần kinh này là do nghiệp nó làm lên, nghiệp nó cho sanh lên. Tức là khi mà sanh, mình sanh ra có được cái thần kinh nhãn, thần kinh nhĩ, thần kinh tỷ, thần kinh thiệt, thần kinh thân là do nghiệp nó tạo, nhưng mình không có tạo được. Tức là không có cái tâm nào tạo được cái sắc đó, chỉ có nghiệp nó tạo thôi. Vật thực cũng tạo được, mà thời tiết cũng tạo được, do nghiệp nó tạo ra mới có cái những cái thần kinh này. Đó là sắc, những sắc thần kinh là do nghiệp. Rồi sắc hư không là mình hiểu là trong cái vật chất là nó phải có cái khoảng không, dù nhỏ cái nào phải có khoảng không. Rồi sắc mạng nguyên là cái sắc mà để gìn giữ cái đời sống được tồn tại. Rồi có sắc ý vật, cái sắc để cho tâm nó nương, cũng là do nghiệp, khiếm khuyết mà cũng do nghiệp đầy đủ ha, tốt hay xấu ha. Rồi sắc tánh là sanh ra là có nam tánh nữ tánh, cũng là do nghiệp chứ tâm không tạo được ha, do cái sắc tánh, do cái nghiệp. Thì như vậy 18 sắc này gọi là 18 sắc do nghiệp nó làm cho cái sắc nó sanh khởi. Tức là mình phải phải nhớ rõ, nắm chắc cái những pháp này, mình biết làm chuyện, mình phải hiểu cái ý nghĩa của nó. Hiểu cái nghĩa nó tại sao mà gọi là nghiệp sắc là do nghiệp, mà nó không do tâm, mà nó không do thời tiết, mà không do vật thực. Bởi vì những cái sắc này tâm không làm được. Khi mình tục sinh ra làm người, mà được sanh ra làm người thì những cái này nó đã có sẵn. Sanh ra có mắt, có tai, có mũi, có lưỡi, có thân thì cái là nó có sẵn, những cái thần kinh nó có. Rồi nam tánh, nữ tánh nó cũng có. Rồi trường hợp, những cái trường hợp mà khiếm khuyết gì đó là do những cái nghiệp mà nghiệp chướng nó sanh nhân phá. Hoặc là nam tánh hay là nữ tánh thì cũng là do cái nghiệp. Còn tai anh chị thì cũng do nghiệp sanh. Hư không thì là cái khoảng không giữa hai sắc, là khoảng không giữa hai cái sắc pháp. Ví dụ như là từ cái hạt bụi này với hạt bụi kia nó chuyển động được, là phải có cái hư không á, phải có khoảng không nó mới chuyển động được, chứ đâu có chuyển động được. Nó cứ ngắt luôn vậy. Bắt buộc nó phải có cái khoảng không, bất cứ vật chất nào cũng phải có khoảng không. Đó, vậy thôi. Đúng rồi, cái khoảng không chỗ trống, khoảng không giữa hai thứ. Mình thấy nhỏ, mặc dù cái vật chất cực nhỏ nữa, ngay cả những cái nguyên tử nó cũng xíu, nó cũng có khoảng không để nó chạy, nó xoay vòng vòng, mình không vậy vật lý mình biết nó cũng phải có khoảng không để nó di chuyển, chứ thôi sao nó chuyển động được. Cho nên đó là vấn đề mà 18 sắc này là phải có đầy đủ trong cái nghiệp tạo tạo. Được chưa, nắm được chưa? Rồi, tới sắc nghiệp tục sinh, hai chấm. Đó, nãy là sắc cho nghiệp tạo là nói chung, bây giờ nói sắc nghiệp tục sinh. Tức là sắc nghiệp mà lúc mà tục sinh ra nó cho, nhưng mà sắc này. Sắc nghiệp tục sinh, hai chấm. Có ba nhóm sắc nghiệp sanh khởi cùng lúc với tâm tục sinh, hai chấm. Có ba nhóm sắc nghiệp sanh khởi cùng lúc với tâm tục sinh, ghi một cách rõ ràng ha, để cho mình khỏi có bị confuse mấy cái vấn đề này ha. Rồi sắc nghiệp sanh mà lúc không có cùng lúc với tâm tục sinh thì nó không gọi là sắc nghiệp tục sinh, sắc nghiệp tục thời bình nhất. Còn cái sắc nghiệp này là sanh khởi cùng lúc với tâm tục sinh thì được gọi là sắc nghiệp tục sinh. Bây giờ nắm được cái này không? Nắm cái ý nghĩa này chính xác là được nha, chứ chúng ta nó lộn với cái kia ha. Tức là có ba nhóm sắc nghiệp này nó được sanh khởi lúc cái tâm tục sinh vừa sanh ra, mình được từ tục sinh lại thì cái sắc nghiệp nó sanh lên. Ha, rồi xuống dầu. Ở đây mình học gì nghiệp mà thì người ta cũng phân luôn cho mình thấy ha. Xuống dầu có ba nhóm ha. Giờ A nhỏ là thân thập pháp. Thân thập pháp. Cà gia đất sắc cá, thân thập pháp. Thân thập pháp, cà
dạ ba sa ca, tức là thân là nhóm thuộc về thân, tức là về thân ha, mà thập là 10, tức là cái nhóm thân nhóm 10 thuộc về thân, tức là khi mà cái thân nó được sanh ra đó thì nó có 10 sắc gọi là thân thập pháp. Thì thân thập pháp này giờ trước tiên là có gì quý vị? Tám sắc bất ly có không? Tám sắc bất ly có không? Có, đúng rồi, sao thôi. Rồi, còn hai cái nữa là gì đây? Hai cái nữa là cái gì? Sắc mãn quyền, xa thấu chính xác, ha, mãn quyền, đúng rồi, hai cái, rồi cái gì nữa? Trật rồi, sắc cái vật là trật rồi. À, nghĩ ra thân thập pháp tám sắc bất ly cộng sắc mạng quyền rồi cộng sắc gì nữa đây, sắc thần kinh thân gian nhật hạ, chính xác chính xác chính xác, quá giỏi luôn, tô phúng chính xác luôn, thần kinh thân trong nguyện đúng luôn, 10 điểm ha. Rồi như vậy thân thập pháp mình có là tám sắc bất ly, đương nhiên là không không cần biết sao sắc mạng phải có là tám sắc bất ly, sắc mạng quyền cũng phải có không để gìn giữ đời sống. Rồi cái chính đó là, chính là sắc thần kinh thân, tại thân là pháp mà sắc thần kinh thân, thì như vậy thân là pháp cho chúng ta biết là có 10, tức là tám sắc ly sắc mạng quyền, và cái điều quan trọng chính nhất là sắc thần kinh thân, đúng chưa, lắm ha, càng học chúng ta càng thấy nhiều cái độc đáo, cái rất là logic. Rồi xuống dòng B, tánh thập pháp, tánh thập pháp. Và quá đất sắc các tánh thập pháp, tức là tánh thập pháp cũng có 10, là gì đâu, tập pháp tập là 10 ha, vì tánh tập pháp có 10 pháp. Nghĩ ra chưa? Bằng quyền là chính, là chính là đương nhiên phải có rồi ha. Rồi còn cái chính, cái điều quan trọng chính yếu là cái gì? Sắc tính, đúng rồi, sắc tính, sắc giới tính, đúng rồi, chính xác. Thì nếu là nam thì sắc tính nam, nếu là nữ thì sắc tính nữ. À, thì tánh là pháp mình có 10, tám sắc bất ly, sắc bằng quyền và sắc tính. À, sắc tính nam hay nữ gì đó, mở ngoặc nam nữ. À, thì đó là tánh thập pháp. Rồi, à, hiểu không? Nắm nắm được không? Vậy không? Dễ, đó, học tới đây là mình căn bản, mình vững ha, mình hiểu được pháp không? Rồi C, tâm sở y thập pháp. Tâm sở y thập pháp. Tâm sở y thập pháp. Quách thu đất sơ cá, tức là cái vật mà để tâm lương, tâm sở y thập pháp. Thì có bao nhiêu? 10 cái đây, bao nhiêu?
tâm sở y tập pháp tám bất ly. Rồi, ok, đồng ý tám bất ly. Bản quyền rồi, chính xác, có sắc y vật đúng rồi. Thì như vậy là chính cái kia cộng với lại cái sắc y vật, tức là tám sắc bất ly cộng sắc bản quyền cộng sắc y vật. À, như vậy là mình có được tâm sở y thập pháp là có 10. Tức là giờ khi mà nói đến cái vấn đề mà tục sinh đó, nhưng mà khi mà mình được tục sinh trở lại đó, thì cái sắc, cái ngoài cái danh pháp đó, tức là cái tâm sở tục sinh đó, tâm ý cái tâm tục sinh đó, là những cái tâm quả tục sinh. Ví dụ mình sanh làm người nhị nhân thì mình thuộc về tâm quả, thuộc về tâm quả ly trí là nhị nhân. Nếu là người lạc vô nhân thì thuộc về tâm quan sát quả thiện vô nhân. Nếu là người khổ thì tâm quan sát và xả quả bất thiện. Thì như vậy cái sắc nghiệp tục sanh của những cái này thì nó đầu tiên, cái sắc na sanh khởi đầu tiên của cái danh pháp đó, tức là của cái tâm tục sinh đó, nó đi liền với cái sắc pháp liền, tức là sắc pháp cũng sanh theo nó luôn. Là rồi, ngay lúc đó là thân thập pháp là sanh ra chút xíu, mặc dù một cái giọt dầu nhỏ, một chút xíu cái sắc thôi, nhưng mà vẫn phải có cái thần kinh thân, phải có sắc thần kinh thân, phải có tánh nam nữ, là ngay lúc này nó đã có rồi, có ngay lúc gốc đầu tiên là đã có. Thì từ từ nó lớn, nó hiện bài ra, mình mới thấy nó thô tướng, mình mới thấy. Nhưng mà thực sự trong cái sắc na đầu tiên nó đã có sắc tánh, và cái sắc y vật là phải có luôn. Cho nên cái sự mà tinh vi một cách kinh khủng thì ngoài Đức Phật ra thì không còn ai có thể mà thấy được vấn đề này. Cho nên chính vì vô minh không thấy được những cái pháp này, người ta mới tưởng tượng là có này có kia, ông này bà kia tạo nên đủ thứ chuyện, do vì vô minh mà không thấy được. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta về cái sắc nghiệp tục sinh một cách rõ ràng. Trong cái sắc na đầu tiên là đã có 30 em này rồi, 30 cái sắc pháp này nó là hiện khởi ha. Cho nên nó tạo cho chúng ta có một cái đời sống, từ đó nó càng ngày càng tăng trưởng, càng lớn lên lần lần ha. Thì như vậy hôm nay mình học tới đây thôi ha. Tới đây là quá đẹp ha, vừa đủ cái gì giờ thời gian mà cũng học được nhiều cái chi pháp rất là tuyệt vời, rất là ý nghĩa, mà càng học chúng ta sẽ càng thấy những cái sự mà tinh vi của cái pháp rất là độc đáo. Đó là vấn đề hôm nay mình học tới đây ha. Vì sao mình học tới tri nghiệp, nãy là sanh nghiệp, thì sao mình học tới tri nghiệp. Càng ôn cái Phật pháp hay cái chỗ này là cái gì. Giờ ví dụ như quý vị có những vị đã học rồi mà vô nghe lại vẫn đã như thường, vẫn hay như thường, vẫn nghe vẫn sung sướng, nghe thấy những pháp Đức Phật đưa lên rất là tuyệt vời. Nhiều khi mình ngồi mình nghe lại những vị này vị kia giảng là có những cái chi pháp, rồi khi mà nói lên lại đầu mình biết rồi mà nghe lại rất là nó giống như nó đụng vô cái trí tuệ của mình á, mình thích, mình rất là đâu vô đó, rất là tuyệt vời ha. Còn mình nghe mấy cái khác, bây giờ quý vị học cái này rồi ha, học vi pháp rồi mà quý vị nghe mấy người khác giảng lên tâm ơi, mình nghe mệt, nghe mất giờ ha. Cho nên nó cái trí tuệ mình nó đã sanh, nó đã phát sanh rồi, mình là có cái chủng trí tuệ, nên nó rất là tuyệt vời cho những ai mà mình đã có duyên lành để mình đến với Phật pháp, nhất là mình biết được cái vị pháp này, mình nghe mình hiểu được rất là độc đáo ha. Nhưng mà cũng là từ cái chỗ này đấy, nhiều người cũng bị khi mà mình đã hiểu được pháp rồi, mình thấy người ta nói sai như vậy nó cái mình phát sanh ngã mạn, phát sanh ngã mạn, mình coi thường người ta rồi mình hay bắt bẻ người này. Thì nhiều người cũng bị vụ này lắm. Vậy là cho nên phải cẩn thận. Cẩn thận học không khéo là dao hai lưỡi, nó quật ngược lại mình, quật ngược lại cái mệt lắm. Mình tưởng mình ngon, mình thấy người ta dở đó, cái mình coi thường, hoặc là mình hay lên bắt bẻ. Có nhiều người hay vậy, hay tìm bắt bẻ người khác, nó có cái đó là giống như cái bệnh ngã mạn. bệnh của phàm phu tục tử của mình nó hay bị, tại vì những cái biểu pháp mình học là mình cái biết của Đức Phật để lại cho mình mà. Mình biết vậy là mình có thể hiểu được chút đỉnh những cái pháp cao siêu của Đức Phật rồi. Thành ra mình nghe người khác mình thấy khó chịu, nói bậy bạ nghe bực bội, mà bực bội thì thôi, mình phải biết điều tiết cái tâm mình. Mình không điều tiết mình đi mình còn giũa người ta thì quậy.
Thì đúng rồi, nó giảng tùm lum bà la, giảng theo cái tư duy của phàm phu mình đó, suy diễn này suy diễn kia rồi, cấm lấy râu này cấm cằm bà kia tùm lum bà la, nói lát trật lất rồi mà mấy người không biết thì đâu, người ta đâu biết trật, mấy người không có học gì pháp thì cũng khó biết lắm, tại vì mấy ông mà đứng lên giảng mấy ông cũng học dữ lắm, cũng nghiên cứu triết học người kia, Khổng Tử Lão Tử rồi đủ thứ nhiều Tây phương học dữ lắm, nên là yếu yếu nói không hiểu không nói gì đâu, nhưng mà mình biết gì pháp rồi nói thật trên nước liền, nói bậy nghe mình biết đó vậy, nhưng mà mình phải nên cẩn thận để không thôi mình vô tình mình lại mang nghiệp tiếp, này cũng mệt, thấy người ta nói mình ra chắc ăn còn nghe lát nổi điên. Rồi như vậy là chúng ta thấy là phước báo của mình rất là tuyệt vời ha, ai mà học được Phật pháp thì quả thật là duyên lành trong nhiều đời nhiều kiếp, rất là tốt đẹp. Rồi do phước quý báo này nguyện cầu cho tất cả chúng ta luôn được năm pháp sống lâu sắc đẹp an vui sức mạnh và sớm trí tuệ thành tựu chánh trí đồng đều nhau cả thể. Dạ nam mô Bụt Thầy, nam mô Tam Bảo Giác, nam mô Sang Khai. Rồi xin trả mic lại cho MC. Sa thú. Dạ nguyên như con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân thầy kinh đã tận tình giảng giải bài học cho chúng con ngày hôm nay. Dạ thiệt sự là nếu mà học thầy xong rồi biết học ai bây giờ thầy, khó xử quá. Sa thú. Dạ con xin kính thỉnh sư Thanh Tâm có thể thay mặt chư tăng để chúc phúc cho đạo tràng của chúng con buổi tối hôm nay bạch sư. Dạ con xin dâng mic lại cho sư ạ. Dạ con không có thấy sư Thanh Tâm ở trước máy. Con xin kính thỉnh thầy kinh có thể chúc phúc cho đạo tràng của chúng con thưa thầy. Dạ con xin dâng mic lại cho thầy ạ. Xin đại diện sư Thanh Tâm đọc bài kinh thúc chúc ha cho hoàn mãn rồi. Pa tu sap pa mang ga lang rak khan tu sap pa de va ta sap pa bút ta lu pa ve na sa la sa ti pa wan tu te va tu sap pa mang ga lang rak khan tu sap pa de va ta sap pa tham ma lu pa ve na sa la sa ti pa wan tu te va tu sap pa mang ga lang rak khan ta pa de va ta sap pa sang kha lu pa ve na sa la sa ti pa wan tu te nam mô Bụt Thầy, nam mô Tam Bảo Giác, nam mô Sang Khai. Rồi, thấy sư Tâm giơ tay, xin tạm biệt cả nhà luôn. Dạ, mô Phật, thay mặt lớp học thành kính tri ân thầy kinh rất nhiều. Dạ, kính chúc sức khỏe, kính chúc thầy được nhiều an vui sức khỏe và kính chúc đạo tràng được an vui. Dạ, hẹn gặp lại thầy và đạo tràng vào lớp vào tuần tới. Dạ. Sa thú thầy kinh. Dạ sa thú sư Thanh Tâm. Dạ nguyên như con xin kính mời chư vị trong đạo tràng cùng với con lắng lòng thanh tịnh để hồi hướng sau khi nghe pháp ạ. Dạ đề hoa tà san ti vi ha ra hoa si ni thu bê kha rê bồ thi kha rê tà hình tà hình ta tham ma đa ne na pha văn tu pu chi ta so thân ca ron te ta vi ha ra măng đa lê te ra cha man cha na wa ca cha phân kha vô sa ra mi ca đa na pa ti u pa sa ca ga ma cha de sa ni ga ma cha y sa ra sam ba na phu ta su khi ta pha văn tu te cha la bu cha ye bi cha an da sam pha wa san se da cha ta tha vô pa ti ca ni ya ni cang tham ma wa rang pa tin cha te sam